Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cung thỉnh chư tôn đức an tọa và xin mời quý vị đồng an tọa. Kính thưa tất cả quý vị, theo chương trình của ban tổ chức chiều hôm nay, chúng ta sẽ có một cái thời vấn đáp Phật pháp, và hiện bây giờ hiện diện trước tất cả quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Đồng Trí, viện chủ chùa Vương Chiếu, Sacramento, California. Thượng tọa Thích Minh Hậu, viện chủ chùa Huyền Giác, Sacramento, California. Thượng tọa Thích Đình Quang, Thượng tọa Thích Thanh Minh, trú xứ chùa Bát Nhã, Santa Ana. Và Đại đức Thích Tịnh Mãn, viện chủ tu viện Từ Vân đến từ Denver, Colorado. Và chúng con cũng xin được giới thiệu đến chư tôn đức đông đảo tất cả quý Phật tử đến từ miền Nam California và nhiều tiểu bang. Xin cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và theo như sự sắp xếp của ban tổ chức thì Nguyên Thông sẽ là người điều hợp cho chương trình ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Mình đứng lên cái cho nó dễ thương. Đó, đúng rồi, đẹp trai mình phải đứng lên. Kính thưa các thầy, hôm nay con tâm mình muốn hỏi các thầy làm thế nào để giác ngộ. Làm thế nào để giác ngộ? Chà, câu hỏi này rất là hay mà có lẽ là hơi khó đây. Bây giờ chắc là con xin được cung thỉnh vị nào để trả lời cho câu hỏi của em Tâm Minh là làm thế nào để giác ngộ. Rồi con xin được cung thỉnh Thượng tọa Đồng Trí sẽ là người trả lời câu hỏi này. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý thầy và kính thưa tất cả quý đồng hương Phật tử. Nếu mà chúng ta muốn giác ngộ đó thì chúng ta phải học đạo của Đức Bổn Sư của chúng ta. Ngài phải 6 năm khổ hạnh và 49 ngày đêm dưới cội cây Bồ Đề. Và tất cả những vị tổ sư nói truyền cái truyền thống giác ngộ đó đó, các ngài thì 3 năm, các ngài thì 5 năm, các ngài thì 10 năm, các ngài thì 20 năm, các ngài thì 30 năm, các ngài thì 40-50 năm, và thậm chí cả một cuộc đời. Chúng ta phải đem hết tất cả các cái lực bình sanh của mình dấn thân trên con đường tu tập và chỉ biết là mình làm sao ta đạt được sự giác ngộ, chứ không phải là chúng ta tu tập một cách hờ hợt, tụng năm ba biến kinh, hoặc là niệm vài ba tiếng Phật, hoặc là ngồi một vài ba tiếng ngồi thiền, vân vân, mà đỡ thấy có một cái sự giác ngộ. Chúng ta không cần phải tìm kiếm đâu xa, chúng ta chỉ nhìn trước mặt của chúng ta, nhìn một đóa hoa, hoặc là nhìn một em bé, hoặc là nhìn đám mây bay, chúng ta cũng có thể giác ngộ. Hoặc là chúng ta nghe một tiếng động, một tiếng âm thanh nào đó, tiếng xe cộ, tiếng người nam, tiếng người nữ, hoặc là một tiếng âm thanh nào đó, chúng ta cũng có thể giác ngộ. Tùy theo ở cái tâm thức của chúng ta nó chín mùi như thế nào. Đó là chúng tôi giải thích đơn sơ về sự giác ngộ như vậy. Quý vị có muốn hiểu biết gì thêm thì hỏi thêm. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, dạ con xin cảm ơn. Và đúng, đây là một câu hỏi rất là lớn nhưng cũng rất là bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì giác ngộ nó có nhiều cái cung bậc, đại giác hay là tiểu giác, gọi là thị giác hay là bản giác. Mình nói rằng nói giống như hòa thượng đó, thượng tọa đó, chỉ cần nghe một âm thanh mình có thể giác ngộ, hoặc là một bài toán mình không giải ra được, bây giờ mình giải, mình nó phải giải như thế này, đó là giác.
giác ngộ một điều khó khăn đến với mình mà mình chưa có hiểu, tự nhiên có một cái năng lực nào đó đến với mình hiểu ra, mình nói à, mình ngộ ra thì mình giác ngộ, giống như mình lái xe lạc đường đó, tự nhiên mình tìm ra được con đường đi, cái mình à, mình đang giác ngộ. À, cho nên thành ra giác ngộ có nhiều cung bậc. À, khi nãy mà anh hỏi cái thầy tính nói câu giác ngộ là thấy cái gì ngộ cái mình giác. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ xin được mời tiếp một câu hỏi khác để chúng ta có một cái buổi vấn đáp chiều hôm nay thật là hay. Vừa rồi là một cái lời giải đáp mà chắc chắn là sẽ thỏa mãn với tất cả quý vị. Và giờ này xin được mời quý vị ở bên dưới ạ. Có ai mời anh. Kính thầy, vừa rồi thầy trả lời con chưa có hiểu cái gì hết. Cho nên con mong thầy giải thích thêm làm thế nào để giác ngộ. Giác ngộ có phải là mình phải từ bi hỷ xả, mình phải tự đừng có nói láo là một, không? Nói láo là đạo Phật như thế nào, thầy phải giải thích. Dối gian với người ta, lợi dụng như thế nào, thầy phải giải thích hết tất cả những cái đó. Rồi, A Di Đà Phật, rồi thầy xin cảm ơn, thầy đã hiểu ý của anh rồi, A Di Đà Phật. À, và xin thưa với anh á là ở đây á là thầy đã cũng nghe được cái ý của thượng tọa đó, là như thượng tọa đã giải thích đó, là cái giác ngộ ở đây nó có nhiều cung bậc. Anh đã hiểu đó, thầy đã hiểu, thầy đã nói với anh đó, là có nhiều cung bậc, có những cái Đức Phật đó là đạt đến cái giác ngộ tuyệt đối, đó gọi là đại giác. Còn chúng ta là những người đang bước đi từng bước, gọi là thị giác, thử giác, tức là mình đi bước đi từng cái bước nhỏ. Ví dụ như trước đây mình nói láo, bây giờ mình thấy Đức Phật dạy nói láo là sai, là không đúng con đường, mình bỏ cái nói láo để mình nói thật, đó là mình giác ngộ. Cho nên ngay trong câu hỏi anh cũng là cái câu trả lời rồi. Cho nên thầy nghĩ rằng là cái điều này nó không phải là cái điều gì khó khăn với anh cả, nhưng cái điều khó đối với anh là anh có muốn làm hay không thôi, chứ không phải là anh không thấy con đường. Và thầy đã thấy được rằng trong câu hỏi anh có những cái con đường anh đã vạch ra rất là rõ. Ví dụ như là anh nói là bây giờ mình nói láo, bây giờ mình không nói láo nữa, theo như lời Phật dạy, ngài giác ngộ được, ngài nói láo đó là con đường dẫn đến khổ đau, dẫn đến địa ngục. Bây giờ mình chấm dứt nói láo là anh đã giác ngộ với chính mình. Anh nói rằng ví dụ đi trên đường này mình gian lận với người ta, bây giờ mình hiểu được rằng Đức Phật dạy là sống cuộc sống gian lận, gieo cái nhân gian lận thì cái quả là gì? Cái quả là đọa vào những cảnh giới khổ đau. Và anh đã thấy được điều đó, tức là anh đã giác ngộ rồi. Như vậy đó, thì thành ra ở đây ngay trong câu hỏi của anh cũng là câu trả lời. Và cho tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn anh với cái câu hỏi rất hay, và anh đã chính trả lời cho chính mình. Và thầy nghĩ rằng đó là cái câu hỏi để chúng ta chào đầu cho cái buổi pháp thoại hôm nay. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta tiếp tục. Như là có một số Phật tử rồi, anh có cái câu hỏi gì nữa, anh chưa thỏa mãn hả? Rồi A Di Đà Phật, mời tiếp anh đi ạ. Có micro đâu rồi? Rồi đưa cho cái anh gì đó, dì Minh gì đó. Tâm Minh rồi. Cho con xin hỏi thêm một câu là vì sao các thầy đi tu? Câu này được ha nha. Xin cảm ơn anh Tâm Minh rất là nhiều. Dạ, câu hỏi này con xin được thỉnh ai đây? Cái câu hỏi này là thầy Nguyên Thông cũng bị hỏi hoài à, cho nên là quý ông con nghĩ quý thầy cũng sẽ là những người. Dạ, là xin cung thỉnh thượng tòa Minh Hậu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch toàn thể chư tôn đức và kính thưa toàn thể quý Phật tử. Câu hỏi của anh Tâm Minh là một cái câu hỏi mà thường thì quý thầy từ nhỏ đã ấp ủ và thường đặt câu hỏi cho chính mình. Cho nên hôm nay anh lặp lại thì cũng là một cái cơ hội để nhắc lại cho chính bản thân tôi mà cũng như là tất cả quý vị có cái tâm niệm hướng tới Phật Pháp. Như vậy thì quý thầy, vì sao quý thầy đi tu? Hả mà? Nếu mà nói rằng quý thầy đi tu vì thất sủng ở ngoài đời, hay là thất tình, hay là chán nản, hay là mọi thứ gì mà người ta có thể đặt ra người ta nói, thì điều đó đó quý vị nghe đó, như vậy thì không có cái nào mà nó chuẩn xác đối với quý thầy. Quý thầy chỉ có một lý tưởng duy nhất là xuất gia để thượng cầu Phật đạo, hạ quá chúng sanh. Thì đó là cái mục đích của quý thầy đi tu. Vậy thì thượng cầu Phật đạo là cái gì? Mình cầu cái thượng cầu Phật đạo, tức là cái đạo giác ngộ giải thoát mà cái hồi nãy anh thắc mắc đó, là cái giác ngộ là cái nào mà thượng tọa đồng chí đã giải thích cho anh một cách
rất ngắn gọn. Nếu anh nắm được thì cái điều đó anh rất là dễ dàng mà bước vào đạo thôi, chứ không có khó khăn gì hết á. Vậy thì thượng cầu Phật đạo tức là cầu cái sự giác ngộ và giải thoát khỏi khổ đau, những sự vô minh phiền não còn ràng buộc, trói buộc bởi cá nhân mình. Cũng như mình khi mà mình tự giác được rồi thì mình mới đem cái năng lực tự giác đó để tháo gỡ những phiền não, để giải thoát những khổ đau cho những người khác. Đó là mục đích thượng cầu Phật đạo. Rồi hạ hóa chúng sanh, mình đem lòng từ bi hỷ xả của mình, đó là tứ vô lượng tâm của một con người đã nhận thức được sự giác ngộ, để đem lại tình thương và đem lại lòng từ bi để cứu và giúp đỡ cho mọi người cùng đến cái mục đích giác ngộ giải thoát. Đó là lý tưởng của mục đích của quý thầy là đi tu là như thế. Xin cảm ơn Phật tử. A Di Đà Phật, con xin được cảm ơn thượng tọa rất là nhiều. Và quý vị cũng thấy được rằng là cái tâm nguyện lớn khi quý thầy gọi là cát ái ly thân á, từ khi cát ái ly thân, từ bỏ cái cuộc sống thế tục để chọn cái cuộc sống xuất gia, nguyện trọn đời mình hiến dâng cho đạo pháp, tức là đem tất cả những cái tấm lòng lành để tự chuyển hóa lấy mình và đem cái tấm lòng lành đó để mà đem đến cho tha nhân, đem đến sự bình an, đem đến sự giải thoát cho nhân loại. Chúng con xin được kính lễ thượng tọa đã có một lời giải đáp rất là hay cho tất cả đạo tràng chúng con. Và tiếp theo đây là một cái câu hỏi, không biết là một Phật tử nào, nếu có Phật tử nào ghi danh ở dưới thì rất là hay. Vì vô tình như làm vườn, dọn dẹp nhà cửa mà làm chết những kiến trùng, như vậy có tội hay không? Và phải làm gì sau khi làm chết ngoài niệm Phật gia trì cứu chúng? Thì đây là cái câu hỏi của Phật tử. Xin được cung thỉnh. Dạ, rồi thượng tọa Thanh Minh, A Di Đà Phật, xin cung thỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Câu hỏi Phật tử đặt ra là một câu hỏi vì lòng từ bi của chúng ta mà chúng ta cảm thấy tội. Bởi vì tất cả những côn trùng nó cũng là một sinh vật mà chúng ta lỡ giẫm đạp hay lỡ làm chúng chết đó, thì đó là tổn cái lòng từ bi. Cho nên bằng cái lòng từ bi thương xót tất cả loài vật cũng như có Phật tính như mình, cho nên cầu nguyện sanh được tịnh độ. Ngoài việc niệm Phật để chú nguyện sanh tịnh độ, ta có nhiều cách. Thứ nhất là tụng chú vãng sanh. Thứ hai là chúng ta là vì cái lòng thành để cầu nguyện. Kính thưa quý vị, trong Tỳ Ni Nhật Dụng có một câu nói là trùng triêu dần đáng trực chi mộ, nhất thiết chúng sanh từ hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ. Có nghĩa là từ sáng giờ dần là 4 giờ sáng á, mình thức dậy mình ra đi, bước chân mình lỡ dậm những côn trùng hoặc là chiếc xe mình chạy mình lăn á, mình dở cạm những côn trùng, không phải mình vì chuyện khác. Có rất nhiều việc vô tình thì mình cầu nguyện cho những sinh vật xấu số đó được sanh tịnh độ bằng một câu thần chú án bộ bộ già rị đa rị đắc đa ra đa gia. Đó có nhiều cách để khởi cái lòng từ bi của chúng ta. Hoặc là khi chúng ta lọc nước, uống một bát nước, Đức Phật quán trong bát nước có 84,000 con vi trùng, nếu không trì chúng này như ăn thịt chúng sanh, thì chúng ta là thấy tất cả đều là những cái câu thần chú, đều là cầu nguyện cho những sinh vật xấu số đó được sinh tịnh độ. Hoặc là chúng ta có thể là phóng sanh, nếu mà lỡ sinh mạng đã bị mất đi thì chúng ta có thể làm việc phóng sanh. Có nhiều cách để mà khởi cái lòng từ bi của chúng ta, đừng có làm tổn thương đến sinh vật. A Di Đà Phật, xin cảm ơn quý vị. Kính thưa với tất cả quý vị, và câu hỏi quý vị đúng vào cái trọng tâm của đạo Phật. Đạo Phật của chúng ta đến với cuộc đời này với hai cái đức tánh, đó là từ bi và trí tuệ. Nếu chúng ta đánh mất cái từ bi và đánh mất trí tuệ, tức là đánh mất đi cái nguồn mạch của đạo pháp, của đạo Phật chúng ta. Và Đức Phật chúng ta sở dĩ mọi người ta kính lễ, ta cung kính được gọi là lưỡng túc tôn á, tức là phước và trí nhị nghiêm mà thôi. Vì vậy mà hôm nay đây cái câu hỏi đó chắc chắn sẽ thức dậy lòng từ bi của chúng ta rất là nhiều, phải không các vị? Cảm ơn câu hỏi đó rất là nhiều. Xin cho một tràng pháo tay ạ. Và đây là một câu hỏi rất là thực tế cho những người Phật tử đi chùa. Phật tử thường đi chùa lễ Phật, nhưng những nhân viên ở chùa thường chỉ những nét nhang có tàn tích đặc biệt, nói rằng đó là Phật hiện sinh. Đó là cái câu thứ nhất. Câu thứ hai, nhiều chùa có hiện tượng Phật bà, nhiều lúc có những điểm lạ xuất hiện ở tường xung quanh.
cho đó là Đức Phật hiện ra, như vậy hiện tượng đó có tin tưởng được không? Chúng con xin thưa quý thầy giải đáp dùm. Tức là một vài cái hiện tượng đi chùa đó, rồi một số các nhân viên ở chùa, không biết là nhân viên ở đây là những cái người làm công quả đó, rồi họ nói là chỉ vào những cái tàn tích rồi nói rằng đó là Phật hiện sinh. Thì thực sự mà nói cái câu này chắc lẽ để con trả lời luôn cho nó dễ, là mình tin ở chính mình trước, phải không ạ? Còn mấy cái người mà làm ở chùa đó chỉ là những người phù việc thôi, tại sao mình đi tin họ? Mình phải tin vào chính mình trước. Cho nên thành ra đó là quý vị hỏi câu này là chắc là thầy nghĩ là quý vị cũng đã có câu trả lời rồi. Bây giờ mình tập trung với cái câu thứ hai, đó là cái câu mà thầy thấy là rất là hay đó, là nhiều chùa có tượng Phật Bà và nhiều lúc có những điềm lạ xuất hiện ở tường xung quanh hoặc có những Đức Phật hiện ra, như vậy hiện tượng đó có đáng tin tưởng không? Có tin tưởng không? Chúng con xin được hỏi chư Tôn Đức là xin quý ngài hoan hỷ giải đáp cho cái câu hỏi này. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, trong hai câu hỏi đầu rồi câu hỏi thứ hai nói về hiện tượng thầy hành hào quang của Đức Phật, có người thầy hào quang, có người không thấy hào quang. Nói về khoa học, tâm linh về bằng tâm linh, phương pháp chỉ trả lời được. Tại vì có khi Đức Phật sẽ hiện ra mình là con người chưa đạt được sự giác ngộ thì không thể thấy được. Nếu người nào đạt được sự giác ngộ thì thấy Đức Phật sẽ hiện ra. Nếu trong con người mình đang mạnh khỏe, một cơn gió đến, nhiều khi cái đâm đổm vào bên mình cũng đấy là quá chứ cũng có hào quang rồi. Nên quý vị phải nghĩ hào quang có khi có mà cũng có khi không, không phải khi nào cũng có hết. Nếu quý vị có niềm tin với Đức Phật thì Đức Phật sẽ hiện ra. Nếu quý vị không đặt niềm tin Đức Phật thì chắc quý vị sẽ tu muôn kiếp không thể hiện được. Nam mô A Di Đà Phật. Xin bổ túc cái câu của Thượng tọa Định Văn mới vừa giải thích. Chẳng hạn khi chúng ta thắp nhang mà chúng ta thấy cái hiện tượng cái cây nhang nó giống như cái hình Đức Phật Bà, thì chúng tôi thấy là có nhiều cái, nhất là có những cây nhang người ta đã làm sẵn cái Đức Phật Bà đó, khi mà tàn nhang thì có Phật Bà, thì đó là một hiện tượng rất bình thường. Nhưng mà điều đáng lý là trong xã hội, trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều đó là biến kế sợ chấp tánh. Nhiều khi chúng ta đi trong đường chúng ta sợ rắn mà chúng ta thấy sợi dây á, chúng ta tưởng đó là con rắn. Hoặc là nhiều khi chúng ta sợ ma, chúng ta đi vào buổi tối thấy tàu lá chuối tưởng là ma, đó là biến kế sợ chấp tánh. Có nghĩa là do cái tâm chúng ta tưởng tượng mà nó ra. Đó là một điều trong di thức học gọi là biến kế sở chấp tánh. Nhưng mà việc thắp nhang á, là quan trọng nhất. Đó là chúng ta thắp ba nấc nhang là tượng trưng cho giới định huệ. Hoặc là chúng ta dâng ngũ phần hương, giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát đi chướng hương. Khi chúng ta thắp nhang thì chúng ta biết là đó là ý nghĩa để chúng ta tu học, chứ không phải là chúng ta tưởng tượng là trên cây nhang đã ngồi đó rồi có Đức Phật hiện ngay cây nhang, mà Đức Phật đã hiện ở nơi trong lòng chúng ta, cảm ứng đạo giáo năng tư nghì. Khi chúng ta tâm chúng ta thanh tịnh thì lúc đó là chư Phật hiện ra giữa đạo tràng chúng ta trong pháp giới này. Đó là một điều, chứ không phải là trên cái nấc nhang đó là có một Đức Phật hiện lên đất nhang mà quý vị tưởng tượng. Đó chẳng qua là biến kế sở chấp tánh. Mà còn cái điều quan trọng nhất là tâm chúng ta thanh tịnh, là cảm ứng đạo giáo năng tư nghì, là cái sự cảm ứng giữa Phật và chúng ta không có thể nghĩ bàn, rất là màu nhiệm. Nếu mà chúng ta thành tâm, chúng ta thanh tịnh tâm, lúc đó chúng ta thành kính thì Đức Phật sẽ thể hiện trong mọi lúc mọi nơi. A Di Đà Phật. Chúng con xin được cảm ơn nhị vị thượng tọa. A Di Đà Phật. Xin được hỏi rằng là ý nghĩa của câu Nam Mô A Di Đà Phật và nguồn gốc, xin được cung thỉnh quý thầy. Con nghĩ đây là một những vị mà thể hiện cái pháp môn tịnh độ đó, thì quý vị muốn hỏi cái câu hỏi giải đáp này. A Di Đà Phật, xin được cung thỉnh quý ngài nào. A Di Đà Phật. Dạ, con xin cung thỉnh thượng tọa. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Đức và tất cả quý Phật tử. Đây là một câu hỏi mà đi vào vấn đề tu tập. Cái chữ Nam Mô tức là quay trở về. Phật là giác ngộ, A Di Đà là một cái danh hiệu. Tuy nhiên cái danh hiệu này đó
nó có những cái nghĩa là vô lượng thọ, tức là cái thọ mạng vô lượng quang là hào quang vô lượng công đức là công đức vô lượng. Tức là chúng ta trở về với cái bản thể giác ngộ đầy đủ công đức, hào quang và thọ mạng. Tức là trở về vào cái chân tâm tự tánh của mình. Nếu mà mình niệm Phật mà mình giác ngộ được đó, thì mình quay trở về cái mạch mày thật của chính mình, cái bản lai diện mục, hay là một cái chân tâm, hay là tự tánh từ trong bản thể của chúng ta, thì ngay mỗi bước chân của chúng ta đi đó, nó là tịnh độ. Khi tâm của chúng ta đầy đủ từ bi bình đẳng trí tuệ, thì ngay ở đây là tịnh độ, chứ không phải sau khi chúng ta mất rồi chúng ta mới vãng sanh vào tịnh độ. Mỗi bước chân chúng ta là tịnh độ, và xung quanh của chúng ta là đạo tràng thanh tịnh. A Di Đà Phật. Con xin được cảm ơn Thượng Tọa. Và trong lúc quý vị á, thì thầy còn nhiều câu hỏi ở đây, nhưng điều cũng xin thưa là ở đây có thầy Tình Mãn là có khả năng Anh ngữ rất là tốt. Thầy là người mà đã xuất gia và tu ở bên Mỹ này. Đa phần quý thầy là người có nguồn gốc tu tập từ Việt Nam, nhưng riêng thầy là cái người xuất gia tu tập ở Mỹ quốc. Vì vậy cho nên những vị nào mà không có khả năng tiếng Việt á, thì có thể hỏi bằng tiếng Anh, và thầy sẽ là người đảm trách về cái mảng tiếng Anh trong cái buổi pháp đàm chiều hôm nay. A Di Đà Phật. Và tiếp theo đây là một câu hỏi mà con thấy đây là một câu hỏi rất là thực tế và rất là cần thiết. Kính thưa thầy, khi người mất trong vòng 49 ngày, người thân phải làm gì để người mất được siêu thoát, và khi làm đó và khi làm có kết quả có được hay không? Xin cung thỉnh chư tôn đức là quý ngài hoan hỷ trả lời cho cái câu hỏi này. Con xin thỉnh Thượng Tọa Thích Minh Hầu đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để trả lời cái câu hỏi này, chúng tôi xin có cái ý chia sẻ như thế này. Trước hết chúng tôi phải khẳng định rằng quý vị khi đã tưởng niệm đến người thân của mình quá cố, và khi đã cầu nguyện hồi hướng đến cho người thân mình đã quá cố, điều đó tôi khẳng định nhất định phải có kết quả. Nhưng kết quả đó ít hay nhiều là tùy theo tâm niệm của mỗi chúng ta lúc đó có thành kính, có tha thiết, có hết lòng với người thân của mình hay không. Đó, tôi xin trả lời khẳng định một câu như vậy. Còn trong vòng 49 ngày như vậy thì theo kinh Địa Tạng nói rằng khi con người chúng ta thân tứ đại này đã chia lìa, thì thần thức trong lúc đó được xuất phát ra từ thân tứ đại này, thần thức đó nó còn phưởng phức cho tới trong vòng 49 ngày. Sau khi 49 ngày á, thì mới có đủ nhân duyên. Nếu có đủ phước báo, có đủ nhân duyên thì qua tới cái ngày 50 chúng ta mới có cơ hội để đi tái sanh, đi đầu thai. Vậy thì trong cái thời gian đó, trong kinh Đức Phật dạy là người thân của chúng ta khi quá vãng, chúng ta là những người thân thuộc cần phải nghĩ đến họ và cầu nguyện cho họ được thừa hưởng được cái phước lực mà chúng ta tạo khi chúng ta đang làm đó, để cho họ mới nhờ cái phước lực đó mà họ sớm được tái sanh, đi đầu thai. Nhưng đó là kinh của Đức Phật dạy chúng ta đã từng làm xưa nay là như thế. Nhưng đối với tôi, kinh nghiệm của tôi trong thời gian tu học, tôi nhận thấy rằng mỗi con người chúng ta hiện diện, hiện hữu hiện tại đây đều mang tinh cha huyết mẹ trong dòng máu của chúng ta. Như vậy thì từng thớ thịt, từng giọt máu của chúng ta đã mang hình ảnh của thân bằng quyến thuộc chúng ta, của cha mẹ chúng ta. Thì không phải là chỉ trong 49 ngày để báo hiếu hay là trả ơn cho những người thân mình, mà tôi nghĩ rằng cái thân này chúng ta còn, ngày nào hơi thở chúng ta còn ngày nào, thì ngày đó chúng ta vẫn còn mang nặng cái đó, chúng ta vẫn còn phải đền ơn đáp nghĩa sanh thành dưỡng dục, cũng như báo đền cho thân bằng quyến thuộc của mình. Quý vị đồng ý như vậy không? Xin cho trọng tràng pháo tay đi. Là con nó mới mất này
ngày mai này đúng 21 ngày. Và con trong 21 ngày này con biết phải làm gì để cho con được siêu là thứ nhất, và khi trong 21 ngày này con phải làm sao để mà con được hưởng cái phần đó. Thành ra nhờ thầy chỉ dạy cho con. Dạ, đây là một trường hợp cụ thể, cô xin trả lời trong một trường hợp riêng là mà người con mới mất 21 ngày, làm thế nào để tạo phước báo để hồi hướng cho người con được sớm siêu thoát. Thì thưa cô, như thầy nói rồi đó, cô có thể làm bất cứ việc gì mà trong khả năng cô có thể làm được trong lúc này, cho từ vật chất, tiền tài của cải cũng như là tâm nguyện của cô thể hiện hết. Đó là chứng tỏ là cái tấm lòng của con đã hướng về cái người con của cô, thì thầy nhất định là cái việc làm của cô sẽ có kết quả và đem lại cái phước báo đó đến với cô con cô trong cái lúc đang chờ cái cơ hội của cô tạo phước đó. A Di Đà Phật. Thưa với tất cả quý vị, đó là thầy biết rằng là sẽ có những cái trường hợp cá biệt, và vừa rồi đó cũng là những trường hợp cá biệt mà như quý vị đó, là chúng ta đúng theo kinh điển của lời Phật dạy, tức là con người ta sau khi mất, có những người theo đúng cái định nghiệp thì sẽ đi ngay trong cái lúc đó, nhưng có những người đã phải chuyển qua một cái thân gọi là trung ấm thân, và trung ấm thân nó sẽ tồn tại trong vòng là thấp là 49, tức là 7749. Thì như thầy đã trả lời rất rõ ràng cho chúng ta, nếu chúng ta y theo kinh điển và chúng ta có một niềm tin chắc chắn thì chúng ta sẽ có kết quả. Và tiếp theo đây là một cái câu hỏi tương đối dài, tuy nhiên là con đọc thì con cũng hiểu cái ý là như thế này. Là một người Phật tử, con hiểu những người khuyết tật nhưng họ đã vượt qua số phận, chẳng hạn họ đã mất đi một phần cơ thể nhưng họ đã trở thành người có ích cho xã hội như là bác sĩ, luật sư, nhạc sĩ vân vân. Nhưng trong đạo Phật đã là người đó đã là những người kiếp trước tạo nghiệp ác. Vậy những người hy sinh cứu người khác hay bị bệnh trở thành khuyết tật là nghiệp ngã sao? Và những người ấy rất buồn vì người đời cứ nghĩ và cứ nói là ác nghiệp nên kiếp nào phải nhận trả. Xin quý thầy giúp cho con, vì có nhiều thầy đi tu nhưng vẫn bị khuyết tật như thầy Thích Giác Sáng ở Việt Nam vân vân. Con nguyên nghĩa A Di Đà Phật. Và đây là một câu hỏi dài, con xin quý thầy hoan hỷ là trả lời. Chắc là trong này chỉ có những cái ý chính là những người khuyết tật họ vượt qua số phận. Như vậy á, thì cái phần đó thì con thấy cũng không có rõ lắm về cái câu hỏi. Những cái câu hỏi mà người ta đặt ra ở đây có lẽ là những cái người mà đi tu bị khuyết tật, hoặc là những người mà bị bệnh rồi trở thành khuyết tật, thì những cái vị đó mình cái dưới cái nhìn của đạo Phật mình nhìn như thế nào và mình có cái hướng giải quyết ra sao? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thượng tọa, kính thưa toàn thể đại chúng, cái câu hỏi đó rất là hay, tại vì và rất là thiết thực thưa tất cả đại chúng, tại vì tất cả chúng ta đến nơi đây đều mang một cái nghiệp, mà trong đó nghiệp thì đạo Phật chia ra là cộng nghiệp và biệt nghiệp. Thì khi mình mang một cái mình lỡ bị tai nạn trong cuộc đời, mình bị khuyết tật, thì đó lại như nhiên là trên cuộc đời này, như Đức Phật, quý vị đã học nhân và quả, đúng không? Thì cái nào chúng ta làm cũng mang theo một cái nhân và cái quả. Thì quả, nhân quả thì nó có ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Chắc tạ quý vị ở đây đều đã học và quý thầy đã giảng rõ. Thì có những cái nghiệp trong quá khứ mình chưa có trả hết, đúng không? Thì hôm nay mình cũng là mang một thân người, mà trong lúc đôi khi mình sống được khỏe mạnh, nhưng mà mình một hoàn cảnh nào đó, một tai nạn nào đó nó xảy ra cho chúng ta, thì cái quả đó nó đến với chúng ta, đúng không? Thì chúng ta là cái người tu Phật và chúng ta đã hiểu rõ tường tận nhân và quả. Có những cái quả hiện thời và có những cái quả nó chín từ cái nhân của quá khứ. Cho nên hôm nay mà những cái gì chúng ta đang gặt hái hôm nay là cái quả, có thể là trong quá khứ quý vị đã từng gieo rồi, cái nhân quý trong quá khứ quý vị đã gieo rồi, hôm nay cái quả nó chín thì cái quả nó đến thì mình chấp nhận. Thì lỡ như mà cái quả đó là có là cái ác nghiệp thì mình là người tu
mình phải chấp nhận. Để mà làm sao để cho cái tâm mình nó mở rộng ra, để mình chấp nhận, mình thấy đó là một cái quả quá khứ mình đã làm, hôm nay mình gặt hái, thì mình chấp nhận bằng một cái tâm hoan hỷ, thì quý vị cảm thấy thoải mái hơn. Thay vì nếu mà mình cái quả ác đó nó đến với chúng ta mà mình cứ than phiền, mình trách móc, mình khóc lóc, mình than thở, thì cũng là cái quả mình đã mang rồi. Cho nên người tu chúng ta, mình phải tập có một cái tâm rộng lượng và hỷ xả và bao dung và chấp nhận để trả quả. Mình mắc nợ mà, phải thương quý vị, mắc nợ thì phải trả thôi. Giống như thầy, thầy mắc chùa, làm chùa thầy mượn Phật tử. Cái tiếng mượn là khác nha thưa quý vị, mà tiếng xin là khác, tiếng cho là khác. Cho nên khi mượn rồi thì chắc chắn thầy phải trả, đúng không? Thầy không thể chạy được. Cho nên quý vị nói tiếng cho là thầy trong tâm thầy không có bận rộn nữa, đúng không? Mà quý vị mà thầy đã cho thầy mượn thì chắc chắn thầy phải trả lại. Thì trong quá khứ quý vị đã vay mượn rồi, đúng không? Thì hôm nay cái nợ thì mình phải trả chứ, đúng không? Mượn nhà băng, nhiều khi quý vị mà mua một cái nhà, quý vị mượn phải 30 năm, đúng không? Để trả từ từ, từ ngày nào đó quý vị phải trả cái nợ đó thôi, thấy không? Thì cho nên đến tháng thì mình phải trả, thì cho nên cái quả nó đến đúng thời thì chúng ta phải trả, và trả bằng một cái cách, cái tâm hoan hỷ và chấp nhận thì chúng ta cảm thấy và an vui, đúng không? Còn dạ, không thưa quý vị, còn cái trường hợp của quý thầy, giả thử đã mà đi tu rồi mà không may khi mà làm việc để đóng góp để xây dựng ngôi Tam Bảo, đúng không, mà quý vị quý thầy lỡ cái tai nạn nào nó xảy đến với quý thầy, thì lẽ nhiên là cái nghiệp, cái nhân của quá khứ hôm nay quý thầy cũng phải trả cái quả đó. Cho nên cái người tu thì chắc chắn thầy đó cũng phải chấp nhận, hoan hỷ và tiếp tục tu để chuyển hóa những cái ác nghiệp đó thành những cái thiện nghiệp, để cho tương lai quý thầy tốt đẹp hơn và tiếp tục gieo những cái hạt giống tốt đẹp vào cái ngôi Tam Bảo và trong cái tâm thức của mình, để chúng ta tiếp tục đi trên con đường đạo, kiếp này và nhiều kiếp khác mình sinh ra cũng được gặp ngôi Tam Bảo, cũng tiếp tục tu hành thức. Thì có thể là người này nói như thế này, người kia nói như thế kia, nhưng mà không sao, quan trọng nhất là cái tâm của người đó đang có vững vàng để mà chấp nhận cái quả của mình hay không, để mà hoan hỷ hay không. Thì mình chấp nhận rồi thì mình sẽ an vui và tự tại giữa tất cả những cái cuộc đời này có nhiều khó khăn, mà chúng ta hoan hỷ để chấp nhận để đi lên. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, xin cảm ơn thầy, một câu trả lời rất là hay và ý nghĩa thiết thực cho tất cả chúng con. Và như thầy đã nhắc với tất cả chúng ta đó, đến với cuộc đời này có hai con đường. Một con đường là nguyện lực mà đến, như chư Phật, chư Đại Bồ Tát, các ngài do nguyện mà vào đời, các ngài không bị vướng phải vô minh nghiệp chướng. Còn chúng ta đó là đa phần đó là do nghiệp mà vào, cho nên vào đời chỉ có hai con đường mà thôi. Thành ra nếu như chúng ta đã mang bản nghiệp mà vào thì mình cũng hãy nguyện để mà trả nghiệp đi, để cho nó nhẹ nhàng. Đó là cái câu Đức Dalai Lama ngài nói, một câu mà cả người nước Mỹ đó người ta phải cúi đầu. Đó là một cái trường hợp ở tại Florida, khi có một cái cô bị tai nạn, và khi cô bị tai nạn thì cô rơi vào cái trạng thái gọi là coma, tức là bị hôn mê đó, và trở thành một đời sống thực vật. Từ đó nó có hai cái xu thế, một xu thế là hãy cho cô đó ra đi một giấc ngủ bình yên, và một xu thế là giữ lại và cô ta phải sống như vậy. Thì cuối cùng hỏi Đức Dalai Lama đó, thì ngài không trả lời trực tiếp vào cái vì đó, mà ngài chỉ trả lời một cách rất là rõ ràng với cá nhân, với cái nhãn quan của ngài. Ngài nói theo tôi, những gì có thể trả được trong cuộc đời này thì tôi nguyện tôi trả hết. Và cái câu trả lời đó đã thuyết phục được hàng ngàn người Mỹ ở trên cái thế giới này. Và vì vậy mà chúng ta hôm nay cũng vậy, thầy nghĩ rằng những gì mà mình có thể trả được thì hãy nguyện bằng tấm lòng của mình trả hết cho để nó ra đi một cách bình yên. Và sau đây là một cái câu hỏi. Kính thưa toàn thể quý vị, chỗ này tôi thấy rất là quan trọng với cái kiếp, cái đời sống của cái kiếp sống của con người chúng ta ở cái cuối đời, cho nên rất là quan trọng. Chỗ này tôi xin chia sẻ một chi tiết nhỏ. Như nghiệp quả thầy Tịnh Mãn đã giải thích cho quý vị rõ rồi, thì cái nghiệp quả nó không có sai chạy, nó không có thiên lệch đi đâu hết đó. Nhưng mà ở cái chỗ này nè, chỗ mà tôi ngồi tôi một thời gian dài mà tôi suy nghiệm đó, ở chỗ này xin chia sẻ với vị nghe. Thường thường á, như thầy Tịnh Mãn nói, khi mà chúng ta biết nghiệp chúng ta chấp nhận, nhưng mà nói chứ chấp nhận mấy ai trên đời chúng ta vui vẻ chấp nhận, phải không quý vị?
Nghiệp nó đến chúng ta thường thường là rầu khổ và thường trách, than thân trách phận. Như cái câu hồi nãy của vị Phật tử hỏi đó thì tôi có nhận thức, có một chút nhận thức rằng người đó muốn hỏi rằng những người như vậy đó là phước hay tội. Thì thưa quý vị, tôi chia sẻ cái chỗ phước hay tội đó là như tôi á, tôi thấy rằng á là những người mà khuyết tật, những người mà bệnh hoạn lâu ngày dài tháng á, tôi cho những người đó là những người đại phước. Mà đối với chúng ta bình thường chúng ta nói những người đó là những người vô phước, phải không ạ? Nhưng mà đối với tôi á, tôi nhìn ngược lại, tôi thấy những người đó có đại phước. Vì sao? Bởi vì có hoạn nạn, có bệnh tật mới có cái duyên khổ khởi lên để cho họ dũng mãnh, họ tinh tấn, họ tu tập nhiều hơn. Quý vị đồng ý với tôi điểm đó không? À, nếu mà bởi vì tôi dựa vào cái câu của Đức Phật dạy là chuyển phiền não thành bồ đề. Cái khổ đau đó mà chúng ta biết vận dụng, tức ba biết chuyển hóa, chúng ta biết nghĩa là chuyển một thứ từ cái xấu tới cái tốt, thì cái đó lại là cái phước chứ không phải là cái họa. Phải không quý vị? Bởi vì sao? Chúng tôi có đọc kinh Vô Lượng Thọ đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ, trong cái phẩm nào tôi không nhớ rõ, nhưng mà trong phẩm đó Đức Phật nói rằng chúng ta ở cái cảnh ta bà này nè, cảnh khổ này nè, chúng ta tu một ngày bằng 500 năm ở trên Tây Phương Cực Lạc. À, quý vị thấy như vậy thì ở đây chúng ta chỉ tu một ngày thôi mà hưởng được cái phước 500 năm ở trên Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì sao? Đức Phật nói ở trên đó không có cái duyên khổ đó, chúng ta tu toàn là những chuyện vui thú không à, thành ra đâu có khởi tâm tu, phải không? Ở đây chính khổ mới dễ tu, mà tu một ngày bằng 500 năm. Vậy thì quý vị thọ bát một ngày bằng 500 năm ở tuổi thọ Tây Phương Cực Lạc. À, quý vị thích ở đây hay thích ở cảnh Tây Phương Cực Lạc? Ở đây mới là đại phước đó, phải không quý vị? À, xin chia sẻ quý vị một chút đó. A Di Đà Phật, như vậy bây giờ mình có sợ khổ nữa không? Phải không đó? À, cho nên nhân thượng tọa đây xin được tặng quý vị bốn câu thơ. Bốn câu thơ này được viết như thế này, bốn câu thơ rất hay. Bốn câu thơ được viết: không đau khổ, không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không lang thang sao biết gió mưa nhiều, không trôi nổi lấy gì thi vị hỏa, không lầm than sao biết chuyện con người. Phải không ạ? Nếu như chúng ta đau khổ mà chúng ta mà không đau khổ thì chúng ta chưa có đủ đâu. Cho nên là không có đủ chất liệu để sống với đời. Cho nên không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không lang thang sao biết gió mưa nhiều, không trôi nổi lấy gì thi vị hỏa, không lầm than sao biết chuyện con người. Cho nên ta bà là bãi trường thi, học ngọt, học đắng, học suy, học thành. Học xong suy thành việc đời, thì tiết niết bàn thêm chút rạng ngời hào quang. Không phải lo gì hết, tất cả chúng ta hãy chấp nhận để dấn thân vào đời, để mà chúng ta sẽ tìm được sự an lạc ngay trong cuộc đời này. Và tiếp theo là một câu hỏi tiếp của một câu hỏi trước, và con xin đọc đó đây, là sau 49 ngày thì hồn đi theo nghiệp, à, và tại sao vẫn còn ma quỷ lang thang? Đây là câu hỏi thực sự mà nói đó, thì cái câu hỏi này cũng dễ lắm, cho nên để khỏi mất thời gian xin trả lời với quý vị luôn, xin quý thầy hoan hỷ, là bởi vì đúng, sau 49 ngày là định nghiệp. Còn ma quỷ đó là một cảnh giới. Quý vị phải hiểu, ma quỷ là một cảnh giới của định nghiệp. Quý vị có hiểu chỗ này không? Ma quỷ cũng là một cảnh giới, con người cũng là một cảnh giới. Và tất cả đó đều là cảnh giới. Cho nên thành ra, nếu như chúng ta tạo những cái ác nghiệp, à, như tham, như sân, như si đó, thì chúng ta sẽ sanh vào những cảnh giới của gì? Của ma, của quỷ lang thang. Thì đó là một cảnh giới của sự tồn tại của nghiệp, nghiệp thức. Và ngày nào đó chính những cái ma quỷ đó thức tỉnh thì họ sẽ trở lại với những cái phước lành. À, thì xin được cảm ơn câu hỏi này. Và câu hỏi tiếp theo là một cái câu hỏi mà sẽ rất hay, cũng có một phần tiếp nối, là làm sao để đạt tới nhất tâm niệm Phật? Tại sao có người lạy Phật nhiều cách khác nhau? Lạy Phật thế nào mới đúng lễ giáo của Phật dạy? Cái câu hỏi này con nghĩ là rất là cần thiết đây. Bởi vì đúng, Phật tử nhiều lúc á, có người thì thấy lạy quỳ, có người thấy lạy nằm, có người thấy lạy đứng, đủ kiểu lạy hết. À, cho nên thành ra là cũng thắc mắc, không? Có người thì lạy thì bung tay ra, có người lạy thì khép tay vô, không? À, còn có người thì đứng, hello, how are you Buddha?
À, cũng vậy, cho nên thành ra ở đây xin quý ngài hoan hỷ là quý ngài trả lời dùm cho cái câu thứ nhất là làm sao để niệm Phật đạt được nhất tâm, và thứ hai là lạy Phật như thế nào để đúng lễ giáo. Cũng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, quý vị hỏi về niệm Phật tất nhiên là quý vị đang hướng về pháp môn tịnh độ, mà pháp môn tịnh độ có ba điều chính, đó là tín, nguyện và hạnh. Đó cho nên quý vị đã hỏi về niệm Phật thì quý vị đang hướng về cái pháp môn tu tịnh độ. Mà tu tịnh độ ba cái vững chắc, có ba cái giống như kiền ba chân, đó là tín, đó là nguyện, đó là hạnh. Tín là bằng cái niềm tin của quý vị, nguyện là những cái việc làm, những cái quý vị sẽ nguyện làm cái điều đó, và cái hạnh là quý vị thực hành. Còn vấn đề lạy Phật cho đúng lễ giáo của đạo Phật thì trong Phật giáo trong thế gian này có nhiều cách lễ, nhưng mà đối với đạo Phật có hai cách lễ mà nó đúng với truyền thống Phật giáo, mà nhất là Phật giáo Việt Nam, đó là thân tâm cung kính lễ. Chúng ta lễ bằng cách là chúng ta thân chúng ta cũng cung kính mà tâm chúng ta cũng cung kính. Cái thứ hai là ngũ thể đầu địa lễ, có nghĩa là năm vóc chúng ta gieo xuống sát đất, hai đầu, hai tay, hai cửa chân, năm vóc chúng ta gieo sát xuống đất, chúng ta lạy. Đó là một cách lạy rất là hay, rất là nó vừa đúng với y học mà nó chữa được bệnh, mà nó vừa thân tâm chúng ta được thanh tịnh. Nếu chúng ta thực hiện cái cách là thân tâm cung kính lễ là đúng với đạo giáo của Phật giáo. Và tiếp theo đây là một câu hỏi mà con nghĩ ra rất hay. Cư sĩ tại gia có thể thường cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh được không ạ? Đây là câu hỏi của Thanh Đông. Xin cho ràng pháo tay anh Thanh Đông, hay là Phật tử Thanh Đông nào hỏi câu hỏi này hay lắm. Dạ, con xin được cung thỉnh thầy. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, Đức Phật nói rằng là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, tức là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh cả. Cho nên tại gia hay xuất gia chỉ khác nhau cái hình thức và cái sự tu tập và cái nguyện lực thôi. Nhưng mà nếu mà những vị tại gia cũng có thể là thượng cầu Phật đạo hảo hóa chúng sanh, giống như là ngài Di Ma Cật vậy. Tất cả mọi người đều có khả năng giác ngộ và thành Phật. Thì không hẳn là người xuất gia mới là thượng cầu Phật đạo hảo hóa chúng sanh. Mỗi người đó đều có cái năng lực, có cái khả năng thành Phật. Chúng ta tự phát triển với cái khả năng của chính mình. Nhiều khi quý vị tu hành còn có thể, cái năng lực quý vị còn có thể nhanh hơn tất cả chúng tôi nữa, nếu mà quý vị đem hết cái tâm lực và năng lực của chính mình. A Di Đà Phật. Như vậy là quý vị phải tự tin lên nghe không? Quý thầy đã nói rất rõ ràng rồi, không phải quý thầy mới là người giác ngộ được, mà tất cả chúng ta có khả năng giác ngộ. Đức Phật đã khai thị cho chúng ta một câu rất dễ thương: ta là Phật đã thành, các ngươi hay chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên là Như Lai đã trao lại một cái trách nhiệm rất lớn. Ngài nói là chánh pháp của ta đó là giống như con chim á, mà con chim muốn bay cao bay xa, con chim đó phải có hai cái cánh rất là vững mạnh. Giáo pháp của ta muốn bay cao bay xa phải có hàng ngũ xuất gia và hàng ngũ tại gia thật là vững mạnh. Cho nên đừng có dồn cái phần mà hoằng pháp cho quý thầy hết tội quý thầy, nghe không quý vị? Quý vị phải có trách nhiệm hoằng pháp, quý vị phải đi vào cuộc đời này, bởi vì quý thầy ở chùa không có ra ngoài, quý vị là những người bên ngoài có trách nhiệm vận động kêu gọi hướng dẫn trợ duyên để cho các vị về chùa, về tới chùa rồi giao cho thầy, thầy lo, con hết lo rồi. Được không? Phải có trách nhiệm như thế để chúng ta làm sao cuộc đời này đẹp lên và dễ thương lên. Cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ là một câu hỏi thực tế trong buổi lễ hôm nay, là xin quý thầy giải thích thế nào là lễ và thế nào là lễ hội, sự khác biệt như thế nào. Câu hỏi này để trả khỏi mất thời gian trả lời ngắn gọn với quý vị. Lễ là một nghi thức mang tính chuyên môn, ví dụ như đạo Phật có lễ Phật đản, có lễ Vu Lan, đó là một cái nghi lễ có nghi quỹ, có nghi thức, có cung bậc. Còn hồi là cộng với những cái phần lễ dân gian, phần lễ văn hóa. Ví dụ như giả sử chúng ta đến đây, chúng ta lạy Phật, lễ Phật, tụng kinh cầu nguyện, đó là lễ. Còn chúng ta tham gia trò chơi trẻ con, trò chơi người lớn, rồi văn nghệ, rồi này nọ, đó là hồi, gọi là hồi dân gian. Cho nên kết hai cái gọi là lễ hội, tức là vừa có tính tôn giáo tâm linh, vừa có tính văn hóa dân tộc. Xin được cảm ơn câu hỏi này.
Bây giờ là có một cái câu hỏi. Một câu hỏi tiếp theo là: con có thắc mắc lâu nay mà không biết hỏi ai, xin quý thầy hoan hỷ trả lời giúp con. Là con có đăng ký để hiến tặng bộ phận trong cơ thể sau khi chết, thận, tim, gan. Nhưng con có nghe bài giảng của một số thầy là không được đụng vào cơ thể người chết trong vòng 8 giờ đồng hồ, mà đạo Phật là có câu cứu một mạng người còn hơn lập 7 kiến chùa. Xin quý thầy giải thích. Di Đà Phật. Dạ. Có thượng tọa. Rồi rồi thầy. A Di Đà Phật. Kính bạch quý thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Không riêng gì cái nguyện của anh là một cái nguyện của Bồ Tát. Đâu phải là người nào cũng có thể làm được. Tính tình mạng, tống bằng lái xe tình mạng cũng bỏ một tay tim. Này mình, con người Phật tử, mình sống tinh nhân gian này, mình làm cái gì có lợi cho con người, mang đến cái niềm vui, hạnh phúc cho con người. Rồi mình cũng sử dụng cái thân xác này, khi mình ra đi, mình cũng hiến lại cái thân xác này để cho lại nhân gian cũng còn những người đang cần cái bộ phận. Đó là một cái tâm nguyện của Bồ Tát. Còn cái nguyện thứ hai mà nói, tại sao cái người chết mà để đụng vào rồi cái người đó đau đớn rồi đi thọ thai vào một cái cảnh giới không an lành, thì đó là một trường hợp khác. Còn cái trường hợp của anh là một trường hợp rất là đặc biệt. Đó là một cái tâm nguyện của Bồ Tát. Đâu phải người nào cũng dám hy thân mình, hy sinh cái bản thân mình để mà cứu được những người khác. Đó là một cái tâm niệm khởi lên, một cái ước nguyện tốt để trao tặng, để làm lời lạc cho con người. Đó là một tâm nguyện đáng ca ngợi. Xin cho quý vị cho một đàn pháo tay. Mình sống như thế nào, mình lời lạc trong cái cuộc đời của mình, mình đem lời lạc đến cho con người, và làm như thế nào khi mình ra đi cũng mang lời lạc cho chúng sanh. Đó là tâm nguyện của chư Phật, cũng như là tâm nguyện của quý thầy. Thưa tất cả quý vị. A Di Đà Phật, xin được cảm ơn thầy. Dạ đúng như vậy. Thực sự mà nói, đó là cái tâm nguyện các cái vị Bồ Tát. Trên cuộc đời này không có cái hiến tặng nào lớn bằng là đem cái thân mạng này ra mà hiến tặng hết á. Cho nên quý vị thấy rằng là quý thầy thường ở trên đầu có mấy cái chấm này nè. Có nhiều người họ không hiểu, họ nói chà cái ông thầy này 6 chấm chắc là công phu nội lực chắc thâm hậu lắm đó. Thầy nghe nói vậy cái thầy về thầy đốt 12 chấm luôn. Nhưng không phải. Cái nguyện của quý thầy lúc mà thọ đại giới, tức là làm thầy đó, là đem thân mạng này để mà cúng dường chư Phật. Mà đem mà cúng dường mà đốt hết luôn thì còn gì để làm phương tiện tu cho mấy thầy tượng trưng, mới đốt cái phần trên này, đó là phần cao nhất, phần quý nhất của cuộc của con người, để đốt lên như một cái nén hương mà cúng dường cho chư Phật. Chính vì vậy đó mà thấy quý thầy có 2 chấm, 4 chấm, 6 chấm tùy duyên. Phải không ạ? Cho nên quý vị đừng có nhìn thấy có thầy 6 chấm nó chặt, cái ông này chắc là thuộc dạng nội công thâm hậu lắm, cái này theo phim Tàu riết nó quen. Cho nên thành ra là thưa với tất cả quý vị, đó là một cái nguyện lực lớn. Và thưa với quý vị, khi mình đã có nguyện lực lớn rồi đó, thì trong vòng 8 tiếng, 6 tiếng đùng vô, cái nguyện lực đó nó còn lớn gấp trăm lần cái đau lớn nhỏ nhỏ đó, không ăn thua gì hết á. Lúc đó cái nguyện mình quá lớn rồi, tự nhiên cái chuyện đau nó trở nên chuyện bình thường, nên không gì phải lo cả. Trong cái vấn đề mà hiến thân tạng của chúng ta cho cứu người đó, việc đó tôi rất tán thành. Và thưa quý vị, chính tôi cũng đã ký giấy và hiến tặng cho, sau khi mà tôi có bất đắc kỳ tử mà tôi chết không kịp chăn trối đó, người ta có quyền sử dụng thân thể tôi. Nhưng mà trường hợp đó, thưa quý vị, trường hợp là tôi là một ông thầy, thành ra tôi, đời sống của tôi nó chủ động mọi mặt, cho nên tôi quyết định tự tôi được. Nhưng mà nhắc nhở quý vị có đời sống gia đình, quý vị có đời sống tương quan, tình cảm trong dòng tộc, cho nên quý vị làm cái việc gì quý vị cũng phải có cái sự đồng ý của gia đình. Quý vị muốn làm việc đó, quý vị phải, thí dụ là vợ muốn làm việc đó phải nói với chồng để chồng vui vẻ, để sau này quý vị có cái gì người ta mổ xẻ, chồng quý vị thưa kiện, thì cái việc làm của mình không những nó tạo cái không có phước mà nó trở lại cái tác hại cho cái người còn ở lại, quý vị thấy không? Cho nên tôi xin nhắc quý vị một điểm nhỏ như vậy. Quý vị còn đời sống còn liên quan, quý vị muốn làm việc đó, quý vị nên bàn với gia đình có cái sự đồng ý rồi sau đó mới làm, chứ đừng có nên tự quyết làm rồi sau này có chuyện để cho cái người còn sống ở lại người ta đau khổ, thì cái đó coi chừng phải xét lại. A Di Đà Phật, xin nhắc quý vị như vậy. Rồi bây giờ như khi nãy thầy nói đó, bây giờ đại chúng mình có cái bản nhạc nào mình
cúng dường quý thầy không ạ? Có ai mình hát bồn bài mình cúng dường quý thầy cho vui đi chứ hả? Bây giờ nếu quý vị mà không hát là thầy hát à nha. Anh Di Đà Phật, thầy hát thì hát được, nhưng điều mình hát chung thì hát được. Bây giờ mình có 4 câu này, đó là 4 câu thực tập rất là đơn giản, và mình tập một cái đời sống bình an ngay trong bây giờ, ngay hiện tại và ngay ở đây. Cho nên cái bài hát đó được nói là: thức dậy em nhớ, nhớ thở nhớ cười, thức dậy em nhớ thở cười nhé em. À, dễ lắm không? Chỉ có 4 câu thôi, và quý vị thực tập á, quý vị sẽ có một ngày bình yên nếu như mở mắt ra mình thực tập. Quý vị sẽ có 1 tháng bình yên nếu như đầu tháng mình thực tập. Quý vị sẽ có 1 năm bình yên nếu như đầu năm đó mình thực tập. Thì bây giờ mình thực tập 4 câu rất là đơn giản. Thức dậy em nhớ, nhớ thở nhớ cười, thức dậy em nhớ thở cười nhé em, phải không? Bây giờ mình sáng ra mình thức dậy mà mình thấy mình cười mà ông chồng không cười, mình đổi lại liền. Thức dậy anh nhớ, nhớ thở nhớ cười, thức dậy anh nhớ thở cười nhé anh. Mình đi chùa, mình lên chùa, mình thấy thầy hôm nay sao cái mặt nhăn nhăn khó chịu quá, mình hát ngay một bài: thức dậy sư nhớ, nhớ thở nhớ cười, thức dậy sư nhớ thở cười nhé sư, được không ạ? Bây giờ hát lớn lên nè, 1 2 3. Thức dậy em nhớ, nhớ thở nhớ cười, xin quý thầy hát giùm nhé. Thở cười nhé em, thức dậy anh nhớ, nhớ thở nhớ cười, thức dậy anh nhớ thở cười nhé anh. Thức dậy sư nhớ, nhớ thở nhớ cười, thức dậy sư nhớ thở cười nhé sư. Thức dậy ba nhớ, nhớ thở nhớ cười, thức dậy ba nhớ thở cười nhé ba, được không ạ? Bây giờ thầy không hát nữa, bây giờ quý vị hát, thầy bắt nhịp mà quý vị phải hát, hát cho to, nghe không? 1 2 3. Thức dậy, nhớ thở thức dậy sư nhớ, thức dậy ba nhớ, nhớ thở nhớ cười, thức dậy ba nhớ nhé ba. Thức dậy mẹ nhớ, nhớ thở nhớ cười, thức nhảy hát cười mà sao quý vị không có ai cười hết trơn, thì nhanh nhanh khó chịu vậy, không được, phải hát lại, hát là phải cười lên chứ, mà mình đang nhớ thở nhớ cười mà cái mặt không nhanh quá là đâu có được. 2 3 mình hát lại một lần nữa thôi. 2 3. Thức dậy em nhớ, nhớ thở nhớ cười lên. Nhức dậy em nhớ, thở cười nhé em. Thức dậy anh nhớ, nhớ thở nhớ cười. Thức dậy anh nhớ, thở cười nhé anh. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Con xin được cảm ơn thượng tọa. Dạ, xin mời anh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa các thầy, dạ, tất cả các Phật tử ở đây, theo như đạo Phật thì nói là tất cả những cái gì mình có ở đây mà nó chỉ là tạm bợ, có rồi mất, mất rồi có, thì theo con nghĩ tất cả chỉ là không hết. Thì con có 4 cái câu thơ con xin đọc ra là: thế gian tất cả là không, con chắp tay lại Phật, thật lòng của con. A Di Đà Phật. Xin cho con được 3 không, không còn, không tiếc và con không buồn. À dạ, 3 không. Thì nhưng mà cái đó mọi tại vì con nghe các thầy các sư giảng nhiều khi mình đi lại Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Thì mình không có nên xin một cái gì hết. Dạ. Yeah. Thì đối với riêng con chỉ xin có 3 cái không đó thôi. Dạ. Yeah. Thì con thầy thấy là con xin như vậy nó có quá đáng hay không? Di Đà Phật. Và Phật có thể cho con được 3 cái đó hay không? Di Đà Phật. Xin cảm ơn thầy. Dạ. Di Đà Phật. Dạ. Xin thưa với quý thầy vừa rồi, cảm ơn anh tên gì ạ? Anh Hoàng. Anh Hoàng, anh là người đã nghe quý thầy cái cô giảng đạo rất là nhiều và anh hiểu được cái sự thực của cuộc đời này là vô thường, tức là không đó. Nhưng điều anh vẫn cố gắng xin cho được cái 3 không.
xin cái không, à, cái này cũng hơi khó, xin cái có nó dễ còn hơn xin cái không nghe nha. À, cho nên á, à, con xin được cung thỉnh quý thầy hoan hỷ để trả lời cái câu của anh là anh xin như vậy có được hay không, à, và có quá đáng hay không. Cái câu cuối cùng là không còn mà à, không tiếc mà con không buồn, như vậy anh được cái không rồi. Quý vị cho một tràng pháo tay, đã được rồi, cái không anh đã là anh không buồn. Khi những cái anh đã mất đi, những cái anh đã tiếc mà anh cũng không có buồn gì hết. Dạ, quý vị cho một tràng pháo tay nữa cho anh được cái ba cái không đó. Dạ. Nhưng thầy nhớ bốn cái câu thơ như thế này: ta còn để lại gì không kìa, nón đá lỡ kìa, sóng cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, vô minh nẻo trước xa xôi dặm về. Cho nên nhiều lúc mình phải hỏi với chính mình là ta còn để lại gì không kìa, nón đá lỡ kìa, sóng cát bồi. Cuộc đời này thấy vậy thưa với quý vị á, nó nhanh lắm. Một lúc nào đó nó thoáng qua nhìn lại là bây giờ đã 4, 50, 7, 80 rồi. Cho nên mình phải hỏi với chính mình, ta còn để lại gì không kìa, nón đá lỡ kìa, sóng cát bồi, phải không quý vị? Xin được cảm ơn anh rất là nhiều và chúc mừng anh với những cái tâm nguyện của anh. À, và đây là câu: thưa thầy MC, ở chùa nào? Câu này con tin thầy, thỉnh thầy trả lời dùm cho con đấy. Cho nên là cái câu này ông Bùi Giáng á, ông Bùi Giáng á, ông có viết hai câu rất là hay. Ông Bùi Giáng có một người hỏi ông là ông ở đâu và ông làm gì, thì ông Bùi Giáng mới trả lời là hỏi quê. Hỏi quê rằng bể sanh dâu, hỏi tên rằng mộng ban đầu thế thôi. Cho nên hỏi thầy ở đâu, thầy cũng xin được mượn hai câu này là hỏi quê hoặc là rằng bể sanh dâu mà hỏi tên rằng mộng ban đầu thế thôi. Cho nên mình đến rồi mình đi, đi và đến cuộc đời này, giờ mình hỏi ở đâu biết đâu trả lời. À, không biết đâu trả lời, cho nên là giống như nhiều lúc á, ta là gì đó, à, ta là người lữ khách qua đây tạm dừng chân, ô cũng là quan trò đi về không vấn vương mà, phải không? Cho nên thành ra ví dụ như họ nói à, trong đời này thì thầy đang ở đâu thì thầy trả lời được, chứ còn không biết là bây giờ mình nhìn cho thử ra cuộc đời này đến từ đâu và đi về đâu chưa biết ha. Cho nên nhật mồ hương quan hà sứ thị, yên ba giang thường sử nhân sầu, quê hương khuất bóng hoàng hôn, trên sông khói sóng cho buồn lòng ai. Đó là một câu hỏi lớn với thân phận con người đó thưa tất cả quý vị. Hỏi đâu là quê hương, hỏi đâu là chốn về. Mình đừng có nghĩ là quê hương chốn về, quê hương là Việt Nam ư, chưa phải đâu. Phải không? Cái nơi chốn về là nhà của ta ư đó, là chồng, là vợ, là anh em đó, chưa phải đâu. Mà hãy hỏi với chính mình, rồi mình sẽ đi đâu, rồi mình sẽ về đâu, rồi mình sẽ làm gì. Cho nên rằng là nhật mồ hương quan hà sứ thị, cái câu này đặc biệt hay đó nha. À, cho nên hật mồ hương quan hà sứ thị, yên ba giang thường sử nhân sầu. À, xin được cảm ơn câu hỏi rất là dễ thương. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn Đức Giảng Sư. À, nãy giờ chúng tôi bận phải họp để sắp xếp cho chương trình rất là quan trọng cho ngày mai. Bởi vì chúng ta có khoảng gần một ngàn người, tức là trong đó chư Tăng, chư Ni, cùng quý Phật tử khoảng 1.000 người trong cái ban cung nghinh. Mà cái khuôn viên chúng ta quá nhỏ, thành ra phải sắp xếp trước để không thôi rồi Phật tử nữa cộng vô, nó lộng cộng đi. Thành ra nãy giờ bận nhưng mà có rình rình, thỉnh thoảng chạy qua rình rình. Thử coi coi quý ngài giảng sư ở đây vấn đáp Phật Pháp làm sao. Không biết như thế nào nhưng mà thấy dường như có vẻ hấp dẫn. Mà có nhiều người chạy qua nói hay quá, bây giờ quý ngài, quý Phật tử ở bên không muốn dừng. Thì nó không muốn dừng thì cứ tại cho tối luôn. Ai muốn theo Phật mà tu thì về phía bên Tinh Xá Trúc Lâm, còn ai muốn theo thế gian thì qua bên kia nghe nhạc. Thành ra kỳ này chúng tôi suy nghĩ là phải có cái lớp, phải làm cái Tinh Xá Trúc Lâm, thay vì mình đem cái chùa ở bên ngoài thì quý vị đi tới lui bất tiện quá, thành đưa về đây có Tinh Xá Trúc Lâm mà mình nhớ cái thời Đức Phật á còn tại thế. Mấy ông ngài cũng từng ngồi giống như quý ngài, nhưng mà ngài ngồi dưới đất, thì đệ tử cũng ngồi dưới đất nữa, nhưng mà kỳ này mình ngồi trên, quý ngài ngồi trên ghế, quý vị ngồi trên ghế, để nhắc lại Tinh Xá Trúc Lâm của Đức Thế Tôn ở Vương Xá Thành. Ngày xưa, một thời Đức Thế Tôn cách đây 2600 năm cũng đã diễn thuyết những cái pháp âm vi diệu mà những người đệ tử của ngài, thấy không? Bao nhiêu ngàn năm như vậy, pháp âm đó vẫn còn vang vọng đến tất cả Phật tử hiếu tu, hiếu học, thấy không? Thành ra thưa quý vị, nãy giờ chúng tôi thấy cái không khí thật là sôi nổi. Như vậy là quý vị muốn kéo dài tới 10 giờ tối như chương trình không?
A Di Đà Phật, thưa Hòa Thượng, thưa với quý vị, Hòa Thượng Thích Thông Hải chắc là không xa lạ với quý vị ở miền Nam California này, nhưng bật mí với quý vị một tí xí là Hòa Thượng đến từ một cái đảo quốc gọi là Hawaii, rất là nổi tiếng. Đó là một cái thiên đường của hạ giới, cho nên nhìn Hòa Thượng cũng có những nét kiêu sa đó, phải không ạ? Cho nên mà chúng ta một dịp nào ở đây, ai đi Hawaii đưa tay thầy coi. Ai muốn đi đưa tay thầy coi. Ai muốn đi đi Hawaii ra thượng tòa, ra Hòa Thượng, everything free. Yeah. Hòa Thượng sẽ take care. Với lòng từ bi ngài lớn lắm. Mình cứ tới nói con chỉ có đủ vé mới bay bay ra đây à, còn ăn ngủ ở Hòa Thượng lo cho, là ngài say yes. Yeah. Never know. A Di Đà Phật. Xin được cảm ơn Hòa Thượng rất nhiều để Hòa Thượng có cái tổ chức hôm nay. Mà Nguyên Thông đứng đây á, cũng cảm ơn Hòa Thượng là hôm gặp bên lễ hội Quan Âm đó. Có lẽ là chọc Hòa Thượng vui sao, Hòa Thượng nói bữa nào qua giúp cho ngài đi. Thì con cũng cố gắng qua mặt đến qua đây. Con xin được cảm ơn Hòa Thượng và cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt ở đây. Và bây giờ chúng ta tiếp theo cái phần của mình, xin được mời chị Áo Vàng. Chị có câu hỏi đi ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Con có một câu hỏi liên quan tới khẩu nghiệp. Thưa, trong cuộc đời con thì có nhiều khi con gặp những cái trường hợp mà nhiều khi rất là khó xử. Chẳng hạn như con ngồi trong một nhóm bạn hay là một nhóm người nào đó, họ chuyên muốn nói về chuyện người ta, chuyện xấu, chuyện không hay, thì con không muốn nhập cuộc, thì con mới hỏi họ rằng một câu hỏi như thế này: tại sao mình phải phí thời giờ để nói những cái chuyện không hay, không đẹp? Tại sao không để thời gian để nói những cái gì hay, những gì tốt, những gì xây dựng được để mình có thể mình học hỏi? Tại sao lại tốn thời giờ như vậy? Thì có những người lại nhìn con với một cái mắt không có được thánh thiện, hoặc là họ cảm thấy như mình không bình thường. Có nhiều người họ có thể họ tránh mình nữa. Nhưng mà đối với con thì con nói là mình nên tịnh tâm, mình không nên để những cái gì như vậy để mà làm động tâm của mình. Rồi con mới lý luận ra tại sao có những cái thời giờ đó, tại sao mình không để dành những cái gì mình học hỏi, những cái gì hay, những gì đẹp để mình học hỏi, mình thu thập hơn. Nhưng mà con không thấy cái sự thay đổi đó ra. Thì cái câu hỏi của con là: con làm thế nào để con có thể chuyển hóa được những người như vậy, để con có thể giúp cho họ không có gây một cái khẩu nghiệp, để họ có thể thanh thản và họ có thể giúp được cho những người khác. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, xin được cảm ơn chị. Thầy cũng xin chia sẻ một phần này với chị. Không phải là họ nghĩ chị không bình thường đâu, mà nhiều người cũng nhìn thầy không bình thường như chị vậy đó. Cho nên chị yên tâm, cái phần không bình thường là chuyện bình thường. Cho nên đừng phải lo là mình không bình thường, ok? Rồi, còn bây giờ phần thứ hai đó là làm sao để chị có thể gửi một cái niềm lành chuyển hóa được những cái vị đó. Con xin được cung thỉnh quý thầy hoan hỷ là góp một cái lời khuyên hoặc một cái kinh nghiệm nào đó để chuyển hóa cho những người họ thích thị phi, thích nói chuyện người này, chuyện người kia, đâm bì thóc, thọc bì gào, phải không? Chuyện có nói không, chuyện không nói có, chuyện đầu ngược nói đầu xuôi, chuyện đầu xuôi nói đầu ngược, chuyện hàng xóm nói chuyện hàng gì đó không biết nữa. Rồi bây giờ xin được cung thỉnh quý ngài. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thiệt là chuyện đời nói hoài không biết làm sao cho hết, phải không quý vị? Cho nên bây giờ nếu mà giải thích thì không có giải thích tới tối như Hòa Thượng Thông Hải mà yêu cầu chúng ta kéo dài suốt đêm nay cũng làm sao mà giải hết cái chuyện đời nữa. Thì thôi, ở đây là cái hội trường vấn đáp, cho nên thể có đặt ra thì mình phải có giải đáp, phải không ạ? Cho nên cô đặt ra thì thầy cũng ráng gọi là bóp bụng để mà trả lời. thưa Phật tử như thế này nè, ngay cả quý thầy cũng vậy nữa, chứ không phải riêng Phật tử mà băn khoăn hay là ưu tư việc đó đâu. Ngay cả quý thầy, thứ nhất quý thầy phải nói là cái việc đó là cái việc khổ tâm của quý thầy. Khi mà Phật tử về chùa cứ nhóm này sầm xì thế này, nhóm kia thì bàn tán thế nọ, đó cái việc đó là cái việc cũng khó xử cho quý thầy đó, chứ không phải không đâu. Nhưng mà thưa quý vị, quý vị, nếu quý vị có một niềm tin vững chắc đó, thì quý vị sẽ làm được. Ngay cả bản thân của chúng tôi cũng đã có kinh nghiệm việc đó. Có nghĩa là mọi chuyện chúng ta cứ để ngoài tai, và chúng ta làm sao chúng ta dùng cái nội lực và nội tâm của mình và đạo lực của mình trong cái quá trình tu tập của mình đó, mình chuyển hóa tâm thức người ta. Chỉ có cách đó là cách
duy nhất thôi, chứ không có cách nào hơn hết đó. Chứ ông ta không thể nói tới nói thôi cô nhiều chuyện quá nín lại không được, là thêm chuyện chứ không thể nín được. Hay là bà vô chùa mà cứ nói chuyện người ta không à, thôi đừng có vô chùa làm gì cũng không xong, thấy không, khó lắm. Cho nên tốt nhất là mình dùng nội lực của tâm thức của mình và dùng đạo lực của mình, và mình sống một nếp sống thanh tịnh để mình chuyển hóa tâm thức người ta mỗi ngày một chút, thì cái đó nó tuy rằng nó chậm nhưng mà khi mà nó có hiệu quả là hiệu quả rất là tốt. Cho nên nếu lời khuyên của thầy khuyên cô, nếu cô ở có gần những người bạn mà tạm gọi là nhiều chuyện đó, thì chúng ta cũng ráng nhẫn nhục mà áp dụng cái phương thức của Phật dạy như vậy đó. Chúng ta phải dùng phương pháp là nhẫn và chuyển hóa tâm thức của mình. Mình giữ, mình là người Phật tử, mình phải hành trì ngũ giới, tức là mình không có nói chuyện của người ta, thì tất nhiên là mình làm gương mẫu cho người ta rồi gì phải không? Thì người ta thấy mình sống cái nếp sống đạo vậy, thì đương nhiên lâu ngày dài tháng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng thôi, người ta ở gần mình ta thấy ủa con người sống cái nếp sống đạo sao thấy nó đẹp quá, thì tự nhiên người ta phải tìm hiểu, người ta phải học hỏi. Thì chính cái đó là chính cái tâm cảm hóa của mình đối đến với họ. Chính cái việc đó là cái việc làm chúng ta muốn kêu người ta chuyển hóa cái việc xấu thành việc tốt đó. Thì cái kinh nghiệm của thầy chia sẻ như vậy thôi. A Di Đà Phật. Nên nghe thầy chia sẻ là biết thầy cũng coi như là đối diện với cái chuyện thị phi này nó nhiều lắm rồi thưa quý vị. Cho nên thành ra ở cuộc đời nó như vậy, bà 9 bà 10 thì ít mà bà 8 thì nhiều. Cho nên thành ra là nhiều lúc cuộc sống nó có nhiều cái thị phi, nhưng mình phải cố gắng là mình không bị cuốn vào trong cái dòng xoáy đó là cái điều đầu tiên. Và khi mình đứng bên ngoài rồi đó thì tự nhiên người ta giật mình, người ta thấy ồ sao mình cứ chảy giữa cái dòng thị phi mà thấy có những người họ đứng bên họ bình an như vậy, thấy không? Rồi họ sẽ học một chút, họ phải bước ra khỏi cái dòng chảy đó. Xin được cảm ơn A Di Đà Phật. Như vậy là có một Phật tử muốn hỏi rằng là muốn cho tâm an lạc thì phải làm sao đây, và khi niệm Phật thì vẫn còn phóng tâm, tức là tâm vẫn còn loạn động thì làm sao? Thì cái phần này thầy trả lời phần thứ hai cho chị dễ hiểu. Nếu niệm Phật tâm còn loạn thì niệm tiếp, có gì đâu, phải không ạ? Niệm cho đến khi nào tâm bất loạn. Còn mình thấy tâm còn loạn tức là niệm chưa tới đó, chưa đủ, cho nên có gì khó cái này, phải không? Chưa đủ niệm tiếp, phải không? Chỉ có cái nào chị không niệm thì mới là vấn đề. Còn vấn đề chị thấy rằng là còn thấy loạn thì còn biết mình còn phải tu tập, còn muốn cho tâm an lạc thì phải làm sao? Câu này khó quá. Kính thưa quý vị, thường thường mình cứ nghĩ rằng là mình biết được cái tâm của mình, nhưng mà thật ra đó chúng ta không có ai biết được cái tâm mình như thế nào cả. Mình cứ nghĩ rằng là lúc mình vui đó thì cái tâm mình nó vui đó là cái tâm của mình, lúc mình buồn là cái tâm của mình, lúc mình thương, lúc mình nhớ, lúc mình giận, lúc mình yêu, lúc mình ghét, đó là cái tâm của mình. Nhưng mà kỳ thật cái đó nó không phải là cái tâm của mình, cái đó là do ngoại cảnh nó tác động làm cho cái tâm của mình lúc vui, lúc buồn, lúc thương, lúc giận, lúc yêu, lúc ghét. Cho nên mình muốn an được cái tâm của mình và muốn tu cái tâm như thế nào, phải tìm cho ra được cái tâm của mình ở đâu và tâm của mình như thế nào. Mình phải phán quan tự kỷ, tức là quay ngược lại ở trong tâm của mình, mình tìm ra được thì tự động con người của mình nó sẽ được cái sự an lạc. Mà nếu mình không tìm được cái tâm của mình thì cái tâm của mình lúc thì suy nghĩ trong quá khứ, lúc thì trong hiện tại, lúc thì trong tương lai, lúc thì ngày hôm nay như thế này, những ngày mai không biết rằng cái công việc mình làm nó có còn hay không, nhà cửa mình có trả được bill hay không, cha mẹ mình ở Việt Nam có được mạnh khỏe hay không. Cái tâm của mình nó buông lung phóng dật như vậy đó thì không thể nào tìm được một cái sự bình an cả. Khi nào mà cái tâm của mình nó vắng lặng, không có vui, không có buồn, không có thương, không có giận, không có yêu, không có ghét nữa, cái tâm của mình nó lắng yên như vậy, nó, cái tâm của mình nó không còn sanh diệt nữa. Trong kinh nói rằng là tịch diệt vi lạc, tức là khi cái tâm của mình nó không còn các sự sanh diệt, nó vắng lặng tuyệt đối, thì cái tâm của mình nó mới đạt được sự an lạc. Nếu mà quý vị quán chiếu thâm sâu thì quý vị sẽ đạt được điều này. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, dạ đúng như vậy đó. Thì Hòa Thượng A Thượng Tọa đã dạy cho chúng ta, làm cho Nguyên Thông nhớ tới một cái sự kiện là khi Ngài Huệ Khả đó, Ngài lên, Ngài lạy Đức Bồ Đề Đạt Ma để Ngài cầu Pháp. Thì khi mà quỳ ở ngoài tuyết một đêm lần băng như vậy đó, thì Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới hỏi rằng là ông cần gì? Thì Ngài mới nói rằng là tâm con không có an, mong Ngài an tâm cho con. Thì Bồ Đề Đạt Ma hỏi một câu rất là đơn giản, nói đâu đâu, ông đem tâm ra đây tôi an cho. Phải không ạ? Cho nên thành ra để nhận diện được cái tâm mình không có dễ đâu. À, thấy vậy đó, cho nó biến hóa vô lượng lắm. Nên ngày nào mình còn vui còn buồn, tức là do cái tác động của ngoại cảnh. Cũng giống như Nguyễn Du viết cái câu là cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thấy không? Cho nên thành ra là quý vị nào đến chỗ này nó sao chỗ này buồn quá là mình biết tâm người đó đang còn sầu bi khổ não. Còn họ đến họ nói ôi sao chỗ này vui quá, dầu rằng chỗ đó không có bóng người, lặng yên, không một tiếng gà gáy trưa mà vẫn thấy vui sướng như thường, là biết tâm người đó đang thanh nhàn. Cho nên cái tâm của mình thấy vậy chứ không dễ gì để nhận diện đâu. Cho nên ngày nào nhận diện được tâm đó là ngày nào mình đã có một bước tiến dài trong cái quá trình thực tập tâm thức đấy. Và xin lỗi một số câu hỏi gửi lên mà không đáp ứng được quý vị. Tuy nhiên quý thầy cũng còn ở lãng vãng đâu đây, ai có thắc mắc gì gặp trực tiếp quý thầy. Và con cũng được xin được cảm ơn Thượng Tọa Thích Đồng Trí, Thượng Tọa Thích Minh Hầu, Thượng Tọa Thích Đình Quang, Thượng Tọa Thích Thanh Minh và Đại Đức Thích Tình Mãn đã chia sẻ cái thời Phật Pháp chiều hôm nay rất là hay. Quý vị thấy hay không? Cho một tràng pháo tay thật lớn. Và khi nãy đó thầy có hứa là nếu như câu hỏi nào hay nhất thì sẽ có phần thưởng, mà thầy thấy câu nào cũng hay hết, giờ làm sao đây? Thôi thầy khỏi phải không ạ? Bây giờ thưởng hết thì quý thầy đã thưởng cho mình quá nhiều rồi phải không ạ? Đúng ra là mình phải thưởng lại quý thầy mới đúng ạ. Thấy không? Cho nên thành ra thôi bây giờ mình xí xóa được không? Rồi mời quý vị đứng dậy hồi hướng. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Xin đa tạ chư tôn đức và